Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Thời sự 24 giờ HD và ngay sau đây là những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Tổng Bí thư hoan nghênh cán bộ từ chức khi có khuyết điểm. Kính thưa quý vị, Tổng Bí thư cho biết, Trung ương hoan nghênh cán bộ từ chức khi có khuyết điểm, tinh thần là không làm được thì xin chuyển sang việc khác thích hợp hơn. Sáng ngày 15 tháng 10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng, Ba Đình và Đống Đa trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Sau khi lắng nghe ý kiến cử tri, Tổng Bí thư đánh giá cả 7 ý kiến đều ngắn gọn, sâu sắc và sát thực tiễn. Tổ đại biểu sẽ tiếp thu đầy đủ và tổng hợp báo cáo Quốc hội. Nhắc lại ý kiến cử tri về việc kiểm soát quyền lực, ông cho biết nội dung này sẽ tiếp tục được quan tâm nhiều hơn bởi có quyền trong tay nhưng không ai giám sát sẽ dẫn đến tự tung, tự tác, thậm chí là bè cánh, móc ngoặc, trở thành lợi ích nhóm vô cùng nguy hiểm. Dẫn ví dụ xử lý một số cán bộ ở Hải Dương liên quan kit xét nghiệm của công ty Việt Á, Tổng Bí thư cho biết không phải một người vi phạm mà nhiều người móc ngoặc với nhau, từ bí thư tỉnh ủy cho đến chủ tịch tỉnh, cán bộ các cấp và còn móc với cán bộ trên trung ương. Sắp tới, cơ quan chức năng sẽ làm mấy vụ tồn từ lâu, thậm chí chạy trốn, đi rồi, nhưng tôi bảo không thể trốn được. Tổng Bí thư nói, cho biết không ai có thể bao che được những sai phạm đó vì sẽ xử lý cả người bao che. Theo Tổng Bí thư, Trung ương mới có quy định để cán bộ thấy có khuyết điểm thì tự nhận và xin thôi. Khi tự xin từ chức thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, quyết định cho thôi. Ai có điều kiện, sức khỏe, trình độ, khả năng có thể tham gia vào công việc khác phù hợp thì có thể bố trí. Theo Tổng Bí thư, quy định này là bước tiến trong công tác phòng chống tham nhũng, không cần xử mà cho anh tự xử. Thực tế tại Hội nghị Trung ương 6 vừa qua, đã có mấy cán bộ xin tự thôi, Trung ương đồng ý và hoan nghênh tinh thần không làm được việc thì xin cho thôi, có thể chuyển sang làm việc khác thích hợp hơn. Trước đó, sau phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa 13, sáng ngày 3 tháng 10, Trung ương đã thảo luận và quyết định một số nội dung về công tác cán bộ. Trong đó, căn cứ quyết định hiện hành, ý kiến của các cơ quan liên quan và chủ trương của Bộ Chính trị về bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật, trên cơ sở đề nghị của cấp ủy, tổ chức đảng, ý kiến của các cơ quan chức năng và xem xét nguyện vọng của cán bộ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết thống nhất để ba ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đó là các ông Nguyễn Thành Phong, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương. Trước đó, ba ông Phong, Quang và Việt đã bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo. Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Giao thông Vận tải. Kính thưa quý vị, dự kiến sau phiên khai mạc ngày 20 tháng 10, Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 theo đề nghị của Thủ tướng. Chiều ngày 12 tháng 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tư của Quốc hội khai mạc ngày 20 tháng 10 và bế mạc vào ngày 15 tháng 11. Theo chương trình dự kiến, công tác nhân sự sẽ được Quốc hội thực hiện từ cuối ngày làm việc đầu tiên. Quốc hội sẽ họp riêng nghe thường vụ trình Quốc hội việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026, nghe Thủ tướng Phan Minh Chính trình đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, đại biểu thảo luận ở đoàn nội dung này. Sáng hôm sau, Quốc hội tiếp tục quy trình nhân sự với việc bỏ phiếu kiến để miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Giao thông Vận tải. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Thủ tướng trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026. Quy trình bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sẽ được thực hiện trong chiều ngày 21 tháng 10. Bộ trưởng Giao thông Vận tải hiện nay là ông Nguyễn Văn Thể. Ông lãnh đạo ngành giao thông từ tháng 10 năm 2017, chia sẻ với báo chí hồi tháng 6, ông Thể cho biết rất áp lực trên cương vị Bộ trưởng Giao thông Vận tải. Bộ Y tế có quyền Bộ trưởng là bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Đào Hồng Lan, được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế. Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Y tế gần 3 tháng trước là ngày 15 tháng 7. Kiểm toán nhà nước hiện nay do Phó Tổng Kiểm toán Ngô Văn Tuấn phụ trách. Ngày 24 tháng 7, Bộ Chính trị điều động phân công ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025 để chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán nhà nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau đó ra nghị quyết bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Phó Tổng Kiểm toán, phụ trách Kiểm toán nhà nước.
Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết phiên chất vấn tại kỳ họp thứ tư sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ chiều ngày 3 tháng 11 đến ngày 5 tháng 11. Chính phủ đề nghị bổ sung dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức để trình Quốc hội xem xét và thông qua. Nghị quyết này nhằm thể chế hóa quy định số 69 của Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Theo ông Cường, chính phủ gửi tài liệu về xử lý vướng mắc bất cập tại một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT muộn nên các cơ quan của Quốc hội không đủ thời gian thẩm tra và Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa kịp cho ý kiến. Do đó, ông đề nghị chưa đưa vào dự kiến chương trình kỳ họp thứ tư. Công an ra quân xử lý trật tự đô thị sau phản ánh của Bí thư Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 15 tháng 10, trao đổi với phóng viên Thiếu tá Hoàng Minh Tuấn, Phó trưởng Công an phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, trong đợt ra quân này, ngoài tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, lực lượng chức năng cũng huy động sự vào cuộc của các tổ dân phố, khu dân cư, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về trật tự đô thị tại các khu chung cư, đường ven, đường gom, các hồ trên địa bàn. Với đặc thù của địa bàn vừa có đô thị mới, vừa xen lẫn làng cổ, nhiều lối đi ngang, đơn vị đã tổ chức khảo sát, kiến nghị cơ quan chức năng bố trí thêm bãi trông giữ phương tiện và vận động người dân cam kết thực hiện văn minh đô thị, hạn chế dừng đỗ xe trước cửa nhà là những lối rẽ, đường ngang, có diện tích lòng đường nhỏ hẹp. Còn theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Định Công, qua khảo sát, những trường hợp dừng đỗ phương tiện trái quy định chủ yếu là ô tô tại sân khu chung cư, các đường gom, hầu hết là của người dân sinh sống trên địa bàn. Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, các lực lượng chức năng phường vẫn thường xuyên tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Song tại một số thời điểm vẫn có những trường hợp cố tình vi phạm. Trước tình trạng nêu trên, Ủy ban Nhân dân phường Định Công đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, công an phường tổ chức đợt cao điểm ra quân, tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đặc biệt là những hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông. Theo ghi nhận, vào sáng ngày 15 tháng 10, trên địa bàn phường Định Công, chính quyền và công an phường đã tổ chức cắm chốt ứng trực 24/24 tại hai hồ Định Công và Đầm Sòi nhằm ngăn chặn việc tập trung đông người, câu cá và uống bia. Thời gian tới, để tạo chuyển biến sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, hàng ngày ngoài việc duy trì tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cố định và lưu động, tổ chức tuần tra, chính quyền cùng công an phường Định Công sẽ tiếp tục vận động người dân chung tay tham gia xây dựng văn minh đô thị từ những hành động thiết thực nhất. Trong đợt này, ngoài việc yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, Ủy ban Nhân dân phường sẽ huy động sự vào cuộc của lãnh đạo các tổ dân phố, hệ thống khu dân cư trong việc giám sát, việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với những hộ kinh doanh. Trước đó, chia sẻ tại hội nghị tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 diễn ra vào chiều ngày 12 tháng 10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, tình trạng ô tô đỗ bừa bãi xảy ra trong khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm, đỗ cả lên vỉa hè, làm hỏng cả vỉa hè. Xe đỗ tràn hết cả ra đường, không có lối mà đi và về. Bãi xe thì nhôm nha, nhôm nhem. Bí thư Hà Nội nói và cho biết, thực trạng này cũng từng diễn ra ở phường Định Công, nơi ông sinh sống. Hồi tháng 8 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về tăng cường sự lãnh đạo, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Công an thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm xử lý trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, gây mất mỹ quan đô thị. Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị, cơ quan liên quan phải kiên quyết xử lý phương tiện lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ xe sai quy định, các điểm trông giữ phương tiện tự phát. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.